những thông tin chính sẽ có trong bản tin giải trí ngày hôm nay. Thiên Ân gặp bất lợi trong phần thi quan trọng. Thiên Ân bị Miss Grand Campuchia gạt ra rìa, Thùy Tiên liền có động thái gắt, bênh vực đàn em. Sợ tin đồn Diệu Nhi từng bị gia đình anh Tú cấm cản kết hôn. Dù ở ẩn, Phương Oanh vẫn bị khán giả bắt gặp đi hẹn hò cùng Trác Bình. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thiên Ân gặp bất lợi trong phần thi quan trọng. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã trải qua gần hết các phần thi phụ như trình diễn trang phục truyền thống Bali, trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục thể thao. Cuộc thi năm nay chỉ còn phần thi trình diễn trang phục dân tộc và đêm thi bán kết trước khi tới đêm chung kết diễn ra vào ngày 25 tháng 10 sắp tới. Hiện tại, đoàn Thiên Ân và các thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã rời Bali để di chuyển tới Jakarta, Indonesia, chuẩn bị cho các hoạt động cuối. Được biết, sáng ngày 17 tháng 10, cô nàng bước vào vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Dù hồi hộp, Thiên Ân vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình. Tuy nhiên, có một sự thay đổi đáng kể trong phần thi năm nay. Theo đó, như thông lệ, chính đương kim Miss Grand International sẽ là người phỏng vấn trực tiếp với các thí sinh. Năm nay, vì Thùy Tiên vướng lịch trình tham dự talk show, nên phía ban tổ chức đã sắp xếp cựu Hoa hậu Hòa bình 2016, người Indonesia vào phỏng vấn. Chính điều này đã làm dấy lên một số tranh cãi rằng thí sinh người Indonesia đang được ưu ái. Được biết, trong vòng phỏng vấn kín hôm nay, đoàn Thiên Ân có trình bày một ca khúc tiếng Anh và một ca khúc tiếng Việt của ca sĩ Lệ Quyên. Ngoài ra, khi được ban giám khảo hỏi chọn ai có khả năng đăng quang, Thiên Ân đã chọn chính bản thân mình vì muốn mang vương miện về cho Việt Nam. Tuy nhiên, ban giám khảo lại không đồng tình với câu trả lời này. Đáp lại, Thiên Ân đã chọn Hoa hậu Hòa bình Indonesia với lý do đơn giản, vì đó là bạn thân của tôi. Những ngày qua, nhiều ý kiến cho rằng Thùy Tiên không quan tâm đến Thiên Ân. Tuy nhiên, người đây phủ nhận điều này. Ngoài ra, Thùy Tiên còn bênh vực Thiên Ân khi có một số bộ phận khán giả cho rằng phong độ của Thiên Ân không ổn. Đặc biệt, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2022 còn vướng tin suy sụp tinh thần, khóc nhiều do áp lực từ dư luận. Theo đó, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Emfa Wadaha cho biết người bạn thân của mình là Đoàn Thiên Ân đối mặt với bình luận tiêu cực từ fan độc hại. Người đẹp đến từ Việt Nam nhiều lần bật khóc sau khi kết thúc các phần thi. Người đẹp nhấn mạnh những hình ảnh tại cuộc thi là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng của mình hiện tại. Tuy nhiên, Thiên Ân cho biết cô giữ tinh thần thoải mái, phấn chấn và tập trung cao độ cho các phần thi còn lại tại Miss Grand International 2022. Tôi có xuống tinh thần sau phần thi bikini vì không thể hiện tốt như đã luyện tập. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của ekip, người hâm mộ trong nước, tôi đã nhanh chóng vực dậy tinh thần và tiếp tục chuẩn bị cho các phần thi tiếp theo, Thiên Ân chia sẻ. Trao đổi thêm với Tiền Phong, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss Grand Việt Nam cho hay, có sự hiểu lầm nào đó khiến Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Emfa Wadaha chia sẻ thông tin Thiên Ân khóc nhiều vì áp lực dư luận. Có thể Thiên Ân mệt mỏi do vấn đề sức khỏe vì cô bị say xe, trào ngược dạ dày. Thiên Ân vẫn đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ trong nước, thể hiện qua lượt bình chọn tại cuộc thi. Vừa qua, Thiên Ân đã vượt qua vòng vote số 2 và số 3 để nhận được tấm vé vào thẳng top 20 Miss Grand International 2022. Theo đó, người đẹp Long An đã đứng nhất nhóm 2 với hơn 804.000 lượt bình chọn. Hiện tại, các fan đang nhiệt tình huy động vote cho Thiên Ân ở cuộc bình chọn để có được tấm vé vào thẳng top 20. Chỉ còn vài ngày nữa, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 sẽ diễn ra. Hiện tại có thể thấy, phong độ của người đẹp Đoàn Thiên Ân vẫn đang được cải thiện hơn rất nhiều. Mong rằng, năng hậu của chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được tinh thần này để có thể giành được nhiều thành tích tại Miss Grand International 2022. Thiên Ân bị Miss Grand Campuchia gạt ra rìa, Thùy Tiên liền có động thái gắt, bênh vực đàn em. Trong thời gian diễn ra cuộc thi Miss Grand International 2022, một nhân vật gây nhiều chú ý nhưng theo chiều hướng tiêu cực là người đẹp tới từ Campuchia. Sau màn ghép mặt vào ảnh Thùy Tiên, mới đây, người đẹp tiếp tục bị soi khoảnh khắc bơ đẹp Thiên Ân khi quay story để đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể, khi đại diện Campuchia bắt đầu bật camera quay thì xuất hiện Thiên Ân chờ và tương tác ngay đằng sau. Nhưng cô nàng đã bơ đẹp, kéo máy sang Emfa và những người đẹp khác kèm biểu cảm mặt lạnh tanh. Dù thường xuyên đi cùng nhau và tỏ ra khá thân thiết trong cuộc thi, nhưng nhiều fan của Thiên Ân không mấy thích Miss Grand Campuchia khi cô nàng nhiều lần đã để lộ khoảnh khắc muốn đẩy Thiên Ân ra rìa. Cô thường đăng story khen Thùy Tiên, anh Pha và nhiều lần bơ đẹp Thiên Ân. Nhiều ý kiến cho rằng Miss Grand Campuchia muốn ké phêm những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để nổi tiếng theo. Trước hành động của Miss Grand Campuchia, Thùy Tiên đã lập tức có động thái đáp trả thay đàn em. Theo đó, khi Miss Grand Campuchia liên tục lia máy sang nói chuyện với Thùy Tiên, nàng hậu đáp lại đôi lời với gương mặt không niềm nở và liên tục nhìn đi hướng khác, không tương tác với máy quay của Miss Grand Campuchia.
Điều này khiến nhiều netizen cho rằng Thủy Tiên đang cảm thấy không thoải mái với những hành động của đại diện Campuchia. Không chỉ Miss Grand Campuchia 2022 trở thành tâm điểm chỉ trích của netizen Việt Nam, mà ngay sau khi vụ việc xảy ra, cư dân mạng cũng đã đào lại vụ việc Miss Grand Campuchia 2021 từng bị nghi chơi xấu Thủy Tiên trong thời điểm dự thi Miss Grand International 2021. Theo đó, đại diện Campuchia bị cộng đồng mạng nghi ngờ đã đưa clip không hay về đại diện Việt Nam trong vụ xé giấy nợ cho ban tổ chức nhằm hạ bệ cô. Sau đó, Miss Grand Campuchia 2021 đã khóc trên livestream khẳng định mình không chơi xấu Thủy Tiên. Dù đã lên tiếng thanh minh, nhưng thời điểm ấy, cô nàng vẫn phải nhận về nhiều chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng. Kể từ sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thủy Tiên nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả trong nước và quốc tế. Hiện tại, cô đang có mặt tại Indonesia để đồng hành cùng cuộc thi. Người đẹp luôn gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Về phần Thiên Ân, sau hai màn trình diễn bị cho là xuống phong độ, nàng hậu vẫn đang nhận được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo khán giả. Trong mọi bình chọn, Thiên Ân đều đạt được điểm số và thứ hạng cao nhờ lượt bình chọn khủng đến từ Việt Nam. Nhiều fan sắc đẹp dành nhiều hy vọng những ngày sắp tới, Thiên Ân sẽ sớm lấy lại phong độ và có những màn thể hiện tốt nhất để khiến người Việt Nam tự hào. Rộ tin đồn Diệu Nhi từng bị gia đình anh Tú cấm cản kết hôn. Siêu đám cưới của anh Tú và Diệu Nhi dù đã khép lại được vài ngày, thế nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại vô cùng mạnh mẽ. Được biết, sau đám cưới tại Phan Thiết, thì sắp tới cặp đôi sẽ làm thêm một tiệc cưới tại Hà Nội với sự tham dự của gia đình hai bên. Bên cạnh những sự chúc phúc từ phía khán giả, thì mới đây trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền một thông tin cho rằng gia đình anh Tú không chấp nhận Diệu Nhi làm dâu. Đồng thời, để được như hiện tại thì cả hai đã phải đấu tranh rất nhiều. Sau này khi có con, gia đình anh Tú mới cho cặp đôi đến với nhau. Thông tin này ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng Diệu Nhi và anh Tú quen nhau lâu như vậy nhưng không công khai, không một lời hứa hẹn trong suốt 7 năm là do gia đình Diệu Nhi không môn đăng hộ đối với anh Tú. Cho nên, cả hai phải cố gắng nhiều năm, Diệu Nhi phải lo ổn thỏa cho gia đình mình mới có thể giúp gia đình anh Tú có một cái nhìn khác về mình. Bên cạnh đó, việc Diệu Nhi mong muốn lấy một người chồng mà người đó sẵn sàng ở rể cùng cô chăm sóc bố mẹ mình đối với bất cứ một gia đình nhà trai nào cũng khó có thể chấp nhận. Theo đó, nữ diễn viên từng cho hay, tôi nói với chị gái, một trong hai chị em phải ra điều kiện bắt rể khi lập gia đình vì tôi không yên tâm nếu để bố mẹ sống với nhau. Bố mẹ cũng bảo sẵn sàng bán nhà cũ, dọn đến ở cạnh nhà chồng của con. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không tin Diệu Nhi không được lòng bố mẹ chồng bởi trước đó trong hôn lễ, nữ diễn viên từng khen ngợi bố mẹ chồng rất tuyệt vời. Hiện tại, chưa rõ thực hư tin đồn trên ra sao, nhưng chắc hẳn cặp đôi đã phải trải qua nhiều sóng gió trước khi tiến đến cuộc hôn nhân viên mãn như hiện tại. Mong rằng trong thời gian tới, Diệu Nhi và anh Tú luôn đồng hành cùng nhau để có thể viết tiếp hành trình 7 năm tình yêu đầy ngưỡng mộ. Dù ở ẩn, Phương Oanh vẫn bị khán giả bắt gặp đi hẹn hò cùng Trác Bình. Kể từ khi công khai hẹn hò, nữ diễn viên Phương Oanh và Trác Bình luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Mỗi khi xuất hiện tại bất cứ sự kiện hay điểm đến nào, cặp đôi cũng đều gây sốt, thu hút vô vàn ánh nhìn. Sau nhiều ngày bất ngờ khóa hết các trang mạng xã hội vì muốn có một cuộc sống bình yên, những hình ảnh mới đây của nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê lại tiếp tục nhận về được nhiều lượt tương tác cao. Cụ thể, mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ khoảnh khắc vô tình bắt gặp cặp đôi cùng nhau đi du lịch tại Thái Lan. Trong ảnh, nữ diễn viên và Trác Bình ăn mặc đơn giản, không cầu kỳ, cùng nhau đi dạo chợ địa phương. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy nữ diễn viên và người yêu hiện vẫn đang vô cùng hạnh phúc bên nhau. Cả hai có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng diễn viên xinh đẹp công khai xuất hiện cùng Trác Bình. Dù cả hai đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện người thứ ba và khẳng định mình đến với nhau không có gì là sai, nhưng vẫn phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Dù không được đông đảo khán giả ủng hộ, nhưng có vẻ như Phương Oanh không quá quan tâm. Sau nhiều lần lên tiếng phản pháo, thì hiện cô nàng tập trung nhiều hơn vào việc kinh doanh cá nhân và hạnh phúc riêng của mình, xóa hết các tài khoản mạng xã hội để tránh những điều tiêu cực. Những động thái này cũng phần nào khẳng định lời nói của cô nàng chia sẻ trước đây. Tôi trước sau như một, vẫn khẳng định đã không làm gì trái với lương tâm. Tôi không có gì phải sợ hãi hay trốn tránh. Tôi đã chọn cách đối diện thẳng thắn với sự việc. Sau tất cả, tôi không hổ thẹn vì điều gì. Dù ở ẩn, xóa hết các tài khoản mạng xã hội chính như Facebook, Instagram, nhưng mọi động thái của Phương Oanh và Trác Bình vẫn được rất nhiều khán giả quan tâm, theo dõi. Có lẽ cũng bởi vậy mà mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau đều tạo ra những cơn sốt đối với người hâm mộ.